Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Nhân dịp đại lễ Phật Đản, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni, cư sĩ cùng toàn thể đồng bào Phật tử thành phố lời cầu chúc mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố thời gian qua, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, hướng dẫn đồng bào Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong rằng trong thời gian đến, chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni, cư sĩ cùng toàn thể đồng bào Phật tử Đà Nẵng sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân thành phố vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh. Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định tăng ni Phật tử Đà Nẵng sẽ luôn đồng hành cùng thành phố trong xây dựng phát triển kinh tế, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, đoàn lãnh đạo thành phố đã đến dâng hương tại khu vực lễ đài tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 và thực hiện nghi lễ tắm Phật.